Giới hương định hương dự huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân đại biện pháp giới cung dường thập phương vô thượng tôn. Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Tát. Kính lạy đấng tổng tri bất đồng cùng pháp đại đảnh thụ lăng nghiêm là những ngôi quý nhất trong đời, làm tiêu sạch bao nhiêu vòng tượng trong muôn ngàn ức kiếp của chúng con, cuối xin đức đại giác oai vương cho con chứng pháp thân vô thường, nguyện trở lại trong đời mê trượt theo chúng sanh hàng vết đau thương, để bao đền ân đức chỉ tôn, nguyện đem hết thân tâm phụng sự đời đau khổ con thề vào trước, dẫu gian nguy chỉ cả không sờn cứu chúng sinh là bao Phật thâm ân, lời vàng ngọc con hằng ghi dàng. Nếu còn một chúng sanh chưa chứng quả cõi niết bàn, con đâu dám từ an kính lạy đấng đại hùng đại lực đại từ bi trí tuệ không lường, ánh hào quang chiếu khắp muôn phương hư không là thể tánh thường còn, dẫu có ngày hoài diệt tiêu tan những tấm lòng kiên cố của chúng con, nguyện trước Phật không bao giờ lấy chuyện. Nam mô thượng trụ thập phương Phật. Nam mô thượng trụ thập phương Pháp. Nam mô thượng trụ thập phương Tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Đảnh Thụ Lăng Nghiêm. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Nhị thời
Thế Tôn tùng nhục kệ trung dòng bạch bảo quang quang trung dòng xuất thiên diệp bảo liên hữu hóa Như Lai tòa bảo hóa trung đành phóng thập đạo bách bảo quang minh nhật nhật quang minh giai biển thị hiền thập hằng hà sa kim cang mật tích kinh sơn trị sự biển hư không giới đại chúng ngượng quang uy ái kim bảo cầu Phật ai hữu nhân tâm thịnh Phật vô kiến đành tướng phóng quang Như Lai tuyên thuyết thần chú an na lê tỳ sa đề bê ra bàn xà ra đa ri bàn đa bàn đa nề bàn sản răng bàn ni phân ô ẩm đổ lô ống vần tạng bàn hãn ăn a na lệ tỳ sa đến về ra bàn sa ra đa rì bàn đa bàn đa nề bàn sa răng bàn ni phân ô hồng đồ lô ống phần ta ban ha an a na lê tỳ sa đê bê ra bàn sa ra đa thì bàn đà đê bàn sa ra bàn lý phân ngô ông đồ lô ông phần ê ta bàn ê hán ê nam ê mô thập phương thượng trụ tam bảo Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp bánh thiên vàng kiếp nan tao ngộ ngạ kim kiên văn đắc thọ trì. Nguyện dạy Như Lai chân thật nghiệm. Tôi nghe như thế này một ngày thời Đức Thế Tôn du hòa các nước đến thành Quảng Nghiêm dừng ở dưới cây tiếng nhạc. Tám ngàn vị đại tỳ kheo ba vàng sáu ngàn vị đại bồ tát và cả ngài quân vương đại thân đạo sĩ cư sĩ tam bộ thiên long loài người và loài không phải người đại chúng vô lượng như vậy cung kính vây quanh Đức Thế Tôn để được ngài thuyết pháp cho. Lúc ấy màn thù phạm vương tự vân theo uy thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy trần vai áo bên trái gối bên phải quỳ xuống sát đất hướng về Đức Phật công mình chắp tay mà thương. Bạch Đức Thế Tôn con xin ngài nói về tượng loài như thế này đó là danh hiệu bản nguyện vĩ đại và công đức thù thắng của chư Phật làm cho người nghe tiêu trừ những sự chướng ngại.
Do nghiệp lực tạo ra là vì con muốn lợi lạc cho mọi người. Trong thời kỳ Phật Pháp tương tự xuất hiện, Đức Thế Tôn tạng dương mạng thù đồng tự lành thay, mạng thù lành thay ông đem lòng thương rộng lớn thỉnh cầu ta nói. Về danh hiểu bản nguyện và công đức của chư Phật để cứu vớt những kẻ bị nghiệp chướng buộc thắng lợi lạc mọi người trong thời kỳ Phật Pháp tương tự. Ông hãy nghe kỹ suy nghĩ rất khéo, ta sẽ nói cho mạng thu bạch Phật và xin Phật chỉ dạy chúng con thích thú mà nghe Phật dạy mạng thu. Phía đông cách thế giới hệ này bởi những thế giới hệ bằng số các hơn mười sông hằng, có một thế giới hệ tên Tình Lưu Ly Đức Phật ở đó. Danh hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng cũng chánh biện tri minh hành túc thiền thể, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn mạng thù. Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai xưa kia khi làm hành Bồ Tát đã phát ra 12 đại nguyện cốt làm cho mọi người thực hiện mọi sự mong ước. Đại nguyện thứ nhất là nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì bản thân ánh sáng rực rỡ chiếu soi vô số thế giới, hệ thân ấy lại được trang hoàng bằng 32 tướng tốt của bậc đại trượng phu và 80 tướng phu. Lại làm cho mọi người không khác gì với con đại nguyện thứ hai. Nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì thân như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt, không chục vân đục ánh sáng to lớn và chiếu tỏa xa rồng công đức đổ sổ lại khéo an trụ những tia sáng rực rỡ dệt nhau như màn lưới và tráng lệ qua hương nhật nguyệt chúng sanh tội tâm được soi mà sáng cả. Nên tùy ý hướng mà làm mọi sự nghiệp. Đại nguyện thứ ba, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì vận dụng vô lượng trí tuệ và phương tiện làm cho mọi người cũng được vô tận những vật hưởng dụng, không để cho ai có sự thiếu thốn. Đại nguyện thứ tư, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì những kẻ đi theo ta đạo đều được làm cho ở yên trong đạo giác ngộ. Những người tu theo thanh văn duyên giác đều được xây dựng bằng pháp đại thừa. Đại nguyện thứ năm, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì vô số người tu hành phạm hành trong chánh pháp của con làm cho tất cả được giới thể không thiếu sót trọn vẹn giới pháp ba loại giả sự phá phạm đi nữa. Nghe danh hiệu con rồi là phục hồi thanh tịnh không rơi vào đường giữ. Đại nguyện thứ sáu, nguyện con sau này khi đường tuệ giảng vô thường, những kẻ thân hình thấp kém giác quan không đủ sâu, si u mê mù địa cấm ngọng
tay quắp chân quèo lưng gù phung lạc điên cuồng đủ thứ bình khổ. Nhưng nghe danh hiểu con rồi tất cả đều đẹp đẽ thông minh giác quan hoàng bi hết mọi bình khổ. Đại nguyện thứ bảy, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ bị mọi thứ bình khổ hành hà mà không ai cứu giúp, không nơi nương tựa, không có y sĩ, không có dược liệu, không có thân thuộc, không có nhà cửa, nghèo nàn lắm khổ, thì danh hiệu của con một khi đi qua thính giác của họ là bình khổ. Tan biển thân tâm an lạc, nhà cửa thân thuộc và đồ dung đầy đủ tất cả cho đến thực hiện được tuệ giác vô thường. Đại nguyện thứ tám, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thường, nếu có nữ nhân nào bị hành hạ bởi cả trăm thứ khổ sở của thân nữ, nên cùng cực chán ngán muốn thoát thân ấy, thì nghe danh hiệu con rồi tất cả điều chuyện thân nữ nhân thành thân nam tử đủ tướng trường phu, cho đến thực hiện được tuệ giác vô thượng. Đại nguyện thứ chín, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì làm cho mọi người thoát khỏi màn lưới của ma vương cởi thắc mờ, buộc những của ngoài đào xa vào rừng rầm ác kiến thì sẽ được dẫn ra đem đặt vào chánh kiến và dẫn dẫn làm cho họ thực tập các hành Bồ Tát. Để thực hiện một cách mau chóng tuệ giác vô thượng, đại nguyện thứ mười, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì những kẻ bị phép vua ghi sổ xích trói đánh khảo giam nhốt lao ngục sắp bị hành hình cộng với vô lượng tai nạn khổ nhục và bi thảm sầu muộn các nửa ngâm nấu bức bạch làm cho cả cơ thể lẫn tâm trí điêu chiều thống khổ. Nhưng nghe danh hiệu của con thì vì năng lực phước đứng mà uy thân của con mà họ thoát hết mọi sự lo sợ khổ sợ. Đại nguyện thứ mười một, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ bị đói khát hành hạ vì cầu cái ăn mà làm mọi ác nghiệp. Nhưng nghe được danh hiệu của con nhất tâm thọ trì thì trước hết con làm cho họ nó đủ cơ thể bằng thực phẩm tuyệt diệu, sau đó con sẽ đem cái vui cứu cánh của pháp vì mà xây dựng cho họ. Đại nguyện thứ mười hai, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ nghèo thiếu y phục ngày đêm khổ sở vì muội mong lành nóng, điều nghe danh hiệu của con mà nhất tâm thọ trì thì như sở thích của họ, họ lừa được liền những thứ y phục tuyệt diệu, lại được những đồ trang sức bằng vàng ngọc hóa vòng hương xoa âm nhạc hoa tấu và mọi kỹ thuật biểu diễn tùy ý họ thích, con làm cho đầy đủ tất cả. Mạng thù đó là 12 đại nguyện tối thượng nhiệm mầu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai,
ứng cùng chánh biến tri đã lập mày ra khi còn làm hành Bồ Tát mạng thu những đại nguyện tối thượng của Đức Thế Tôn dược sư Lưu Ly Quang Như Lai đã lập ra khi còn làm hành Bồ Tát. Và những công đức trang nghiêm của thế giới hệ Đức Phật ấy ta diễn ta trong một đại kiếp hay hơn một đại kiếp cũng không thể cùng tận thế giới hệ của Đức Phật ấy hoàn toàn thanh tịnh, không có nữ nhân, không có ác đạo, không có cả đền cai tiếng thông khổ đất làm bằng ngọc lưu ly đường ngăn bằng dây vàng thành cửa thành cung điện lầu gác mái hiên cửa sổ lưới giăng toàn bằng bảy thứ quý báu y như thế giới hệ cực lạc ở phía tây. Công đức trang nghiêm không có khác gì cả thế giới hệ ấy có hai vị đại Bồ Tát, thứ nhất danh hiệu Nhật Quang Biện Chiếu, thứ hai danh hiệu Nguyệt Quang Biện Chiếu, đó là hai vị đứng đầu chúng Bồ Tát nhiều vô số lượng của thế giới hệ ấy, thứ lớn kế vị thành Phật và cũng có khả năng nắm giữ kho tàng ngọc bảo danh pháp của Đức Thế Tôn dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thế nên mạng thu những thiền nam hay thiền nữ có đức tin hãy nguyện sanh thế giới hệ của Đức Phật ấy. Lúc ấy Đức Thế Tôn lại bảo mạng thù đông tử, mạng thù có những kẻ không nhận thức cái lẽ thiện ác, chỉ giữ thói tham lận mà không biết bố thí và phước báo bố thí. Ngu muội không có trí tuệ, thiếu cả đức tin, dồn chứa tài sản vàng ngọc cho nhiều nỗ lực mà dự thấy người xin đến lòng họ không vui, và sự bất đắc dĩ mà bố thí thì lúc đó đau tiếc sâu xa như cắt thịt mình. Lại còn lầm kẻ tham lẫn dồn chứa tài sản mà đối với bản thân của họ họ còn không hưởng dùng, huống chi có thể đem cho cha mẹ vợ con tôi tớ người làm hay kẻ đến xin những kẻ ấy. Sinh mạng kệ thung ở đây thì sanh trong thế giới quỷ đói hay súc vật, nhưng xưa kia khi ở trong loài người từng được thoáng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên ngày nay dầu ở trong ác đạo vẫn nhớ danh hiệu của Đức Dược Sư Như Lai ấy, mà ngay khi nhớ thì chết ở ác đạo mà sanh lại loài người. Được sự nhớ đời trước nên sợ nỗi khổ ác đạo mà không ham dục lạc, thích bồ thị và ca tùng người bồ thị, có gì cũng không tiếc, dần dần tiếp theo đầu mắt tay chân máu thịt và những bộ phận khác của cơ thể. Còn có thể đem cho người đến xin, huống chi những thứ tiền tài sản vật khác. Mạng thù có kẻ dấu thọ giới pháp với Như Lai mà lại phá giới pháp ấy, có kẻ không phá giới pháp mà phá quy tắc, có kẻ đối với giới pháp và quy tắc tuy được sự không phá hoại nhưng lại phá hoại chánh kiến, có kẻ không phá hoại chánh kiến mà bỏ phê đa văn, nên đối với nghĩa lý sâu xa của kinh Phật nói không thể hiểu hết và lý giải.
Có kẻ đa văn mà thường màng, vì thường màng ấp che tâm trí, nên cho mình phải bảo người khác trái ghét chế cả chánh pháp, làm bé đặng với ma vương. Những kẻ ngu si như vậy tự mình đã làm theo tà kiến, lại làm cho vô số người khác rơi xuống hồ lớn nguy hiểm. Những kẻ ấy đang lì trôi lăn trở vô cùng trong địa ngục và súc sanh và loài quỷ. Nhưng nếu được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì bỏ ngay tánh ác tu các pháp lành và sẽ không xa vào ác đạo. Giả sư có kẻ vẫn không thể bỏ ngay tánh ác tu các pháp lành và phải xa vào căn an đạo đi nữa, thì nhờ oai lực đại nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà làm cho họ thoáng nghe được danh hiệu của Ngài. Sinh mạng kết thúc ở an đạo, sanh lại trong loài người được chánh kiến tinh tấn và ý thức khéo điều luyện, nên thoát ly gia đình đi đến phi gia đình ở trong pháp Như Lai mà hòn. Thọ giới giữ giới không có phàm giới mà lại chánh kiến đa văn và lý dài nghĩa lý cực kỳ sâu xa mà lại viện lý thường màng không chế chánh pháp không làm bàn với ma vương dần dần tu hành. Các hành Bồ Tát và đầy đủ một cách mau chóng màng thù, có những kẻ tham lấn ganh ghét tán tùng bản thân công kích kẻ khác, nên sẽ ra vào ba ác đạo nhiều lần. Ngàn năm chiều mọi sự khổ sở khốc liệt, chiều khổ sở khốc liệt rồi sinh mạng kết thúc ở đó mà định sanh trong loài người, thì làm trâu bò lừa ngựa lạc đa thương bị đánh đập đói khát hành hạ. Lại luống luống mang nặng chở nhiều và đi theo đường phải đi, hoặc được làm người thì xin nơi hẹn hà, làm tôi tớ của người bị người sai sự thương mất tự do. Nhưng nếu xưa kia khi còn làm người từng nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì do nhân lành ấy mà nay nhớ lại chỉ tâm quy y, nhờ thần lực của chư Phật mà thoát hết khổ sở giác quan tinh anh trí huệ đa văn, thường cầu thắng pháp thường gặp bàn lành. Dứt hẳn lưỡi ma đập vỏ vô minh khô sông phiền não, giải thoát hết thầy sinh lão bình tự lo buồn khổ não màng thu. Có những kẻ tính thích chống đối ly giảng đấu tranh kiền tùng, gây bực tức và rối loạn cho bản thân và kẻ khác, đem cả thân thể lời nói và ý nghĩa và tạo ra và thêm lớn đủ thứ ác nghiệp, gây mại cho nhau những sự bất lợi để mưu hại lẫn nhau, cáo triệu những vị thần rừng núi cây cối mộ mà diệt sinh vật, lấy máu huyết mà cũng tế quỷ già xoa la sạc, viết tên người mình oán làm hình và ảnh người ấy, đem chú thuật tàn ác mà thư yểm phù chú, dùng thuốc độc chú quỷ khởi thi, dùng mọi cách ấy mà làm đức sinh mạng của người khác, làm chết thân hòn. Người ấy nếu được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì mọi việc dự ở trên điều không cách nào làm hại được, lại cùng kẻ kia tất cả đôi bên điều nổi dậy từ bi tâm đối với nhau, làm lợi ích an lạc.
mà không còn ý thức thương tổn hay tâm lý gác dần đôi bên cũng vui đẹp đối với những thứ mình hưởng thọ ai cũng thích vừa đủ thì thôi không muốn lẫn nhau chỉ làm lợi ích cho nhau. Mạng thù trong bốn chúng tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng yếu ba di và những thiện nam thiện nữ khả có đức tín thuần tình. Nếu ai có khả năng thọ trì ba quan trai giới bằng cách hoặc cả năm hoặc ba tháng thọ trì giới ấy rồi đem thiền căn này nguyện sinh thế giới hệ cực lạc ở phía tây chỗ A Di Đà Phật để được nghe chánh pháp của ngài. Nhưng chưa quyết định nếu nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn dược sư Liễu Ly Quang Như Lai thì đến khi sinh mạng kết thúc có tám vị Đại Bồ Tát danh hiệu Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đăng Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàm Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thường Bồ Tát và Di Lạc Bồ Tát. Tám vị Đại Bồ Tát này lược không gian mà đến chỉ đường cho người ấy. Tức thì người ấy tự nhiên hóa sinh trong hoa sen bằng các thứ ngọc và đủ mọi màu sắc sen lẫn với nhau của thế giới hệ cực lạc cũng có người nhớ sự ấy mà sanh lên cõi trời. Tuy sanh lên cõi trời nhưng thiền căn xưa cùng chưa cùng tầng và không còn sanh lại trong các ác đạo ma sự sống lâu trên cõi trời chấm hết thì sanh lại trong nhân gian bằng cách hoặc sanh làm luân vương thống nhiếp cả bốn châu thiên hà. Uy đức tự tại xây dựng vô lượng trăm ngàn chúng sanh vào mười thiền nghiệp hoặc sanh vào dòng sát để lợi Bà La Môn. Cư sĩ tài gia nhiều tiền tài lắm vàng bạc có bộ tràng đầy thân hình và tướng mạo điêu đẹp đẽ trang nghiêm, bà con và bạn bè cũng đầy đủ trí tuệ thông minh sức lực mạnh mẽ như đại lực sĩ. Nếu là phụ nữ mà được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Liễu Ly Quang Như Lai nhất tâm thọ trì thì về sau không còn chiều lại thân thể phụ nữ. Mạng thù khi Đức Dược Sư Liễu Ly Quang Như Lai thành tựu tuệ giác vô thượng Bồ Đề thì do năng lực đại nguyện xưa mà quan sát chúng sanh bị mọi bình khổ như những bình gầy ôm có quắp tiêu khô vàng nóng hoặc bị trúng bùa yếm thuốc độc hoặc chết non chết ngang trái muốn làm cho họ tiêu trừ những bình khô ấy sợ cấu mạng nguyên. Nên bây giờ Đức Thế Tôn Dược Sư Liễu Ly Quang Như Lai nhập định danh hiệu diệt trừ mọi khổ nào của chúng sinh nhập định ấy rồi từ trong nhục kệ phóng ra ánh sáng lớn trong ánh sáng này diễn ra Đà La Ni Vị Đài. Sau đây Nam Mô Bằng Già Phán Đen Bề Sang Xà Rù Rô Bề Lưu Ly Bạc Lặc Bà Hăng Ra Xà Già Đang Tha Yết Ra Giang A Ra Hăng Đề Tạm Miệu Tam Bục Đà Già Đang Điệt Tha Án Bề Sát Thêm. Bề sáng thề bề sáng xa tám một yết đệ tòa ha trong khi ánh sáng diễn ra Đà La Ni Vị Đài ấy rồi đại điện
chẩn đồng phong anh sang lớn nên thầy dùng sanh bình khổ tiêu trừ hưởng được cái vui yên ổn màng thu nếu thấy nam tử hay nữ nhân hay bị bình khổ thì nên nhất tâm vì bệnh nhân ấy mà luôn luôn tinh khiết tâm rửa súc miệng rồi đem thực phẩm dược phẩm hay nước không có vi trùng trì chủ này 108 biến cho họ uống ăn thì bình khổ họ có tiêu tan tất cả nếu có cầu gì chỉ tâm tùng niệm thì cũng được như vậy lại không bình thêm tuổi và sau khi mạng chung kết thúc thì sanh thế giới hệ của đức dược sự lưu ly quang như lai được sự không còn thoái chuyển cho đến tuệ giác bồ đề vì vậy mạng thù nếu có nam tự nữ nhân nào đối với đức dược sư lưu ly quang như lai mà chỉ tâm tha thiệt cung kính cúng dường thì hãy thường trì chú này đứng để bỏ phế quên mất mạng thù nếu nam tử hay nữ nhân có đức tin thuần tình được nghe danh hiệu của đức dược sư lưu ly quang như lai ưng cùng chánh biện tri nghe rồi thì niệm sáng sớm đánh răng tâm rửa súc miệng sạch sẽ đem càng tự hương hoa trong đó có hương đốt hương xóa và diện tấu kỵ nhạc mà cũng dương hình tượng của ngài đối với kinh này hoặc từ chép hoặc bảo người chép nhất tâm thọ trì nghe học nghĩa lý đối với pháp sư giảng dạy kinh này cũng nên cúng dường mọi đồ sống giúp thân thể mà mình còn hãy cúng dường đầy đủ đừng để vì ấy thiếu thốn như vậy thì được chứ Phật hộ niệm sờ câu mạng nguyện cho đến thực hiện tuệ giác bồ đề lúc ấy mạng thủ đông tử bạch Phật bạch Đức Thế Tôn con nguyện kỳ thời kỳ Phật pháp tương tự xuất hiện thì dùng mọi cách làm cho những thiện nam hay thiện nữ có đức tin thuần tịnh được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn dược sự lưu ly quang như lai cho đến trong lúc ngủ con cũng đem danh hiệu Phật thức tịnh thính giác của họ bằng Đức Thế Tôn đối với kinh này mà thọ trì đọc tùng hay tuyên thuyết khai thì cho người từ chép hay bảo người chép cung kinh tôn trọng đem hiến cúng dựng tự hương hoa yên phục hương xoa hương vũng hương đột vòng hoa chuỗi ngọc tràng phan bào cái và kỹ thuật biểu diễn trong đó có âm nhạc lấy tơ lùa có năm màu sắc làm bão mà đừng quét rưỡi chỗ thanh tình trần thiết dạ cao ma đế thì khi ấy bốn vị đại thiên vương cùng tùy thuộc của họ và vô số trăm ngàn thiên chúng đều đến chỗ đó mà cũng dường hộ về bạch Đức Thế Tôn những chỗ kinh bảo này lưu hành có ai thọ trí được thì vì ban nguyện công đức và danh hiệu được nghe của Đức Thế Tôn dược sự lưu ly quang như lai mà nên biết chỗ ấy không còn chết ngang trái không còn bị những quỷ thân ác đoạt mất tính chất đã bị đoạt thì đường lại như cũ thân tâm an lạc Phật dạy mạng thù đúng như vậy. Đúng như ông nói màng thù nếu có đứng thiện nam thiện nữ đức tin thuần tình muốn cúng dường Đức Thế Tôn dược sự lưu ly quang như lai thì trước hết hãy tạo lập hình tượng của ngài trần thiệt tòa thanh tịnh mà đặt đề rải các thứ hoa đôn các thứ hương đem các thứ tràng phan mà trang hoàng chỗ ấy bảy ngày đêm thọ trì bác quan trai giới ăn đồ ăn thanh tịnh cháy tình tắm gội cho sạch sẽ và thơm thon
Mặc y phục sạch sẽ nên phát sanh tâm không dơ bẩn, tâm không dần dừ tác hại, nghĩa là đối với hết thầy chúng sanh khởi lên cái tâm lợi ích an lạc từ bi hỷ xả và bình đẳng, rồi tấu nhạc và ca tùng nhiễu quanh tường Phật. Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai theo chiều hướng bên phải lại nên tưởng niệm bản nguyện và công đức của Đức Như Lai ấy, đọc tùng kinh này tư duy nghĩa ý và diễn giảng khai thì như vậy thì mọi sơ câu đều được toại ý. Cầu sống lâu được sống lâu, cầu giàu có được giàu có, cầu quan tước được quan tước, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, nếu ai bồng nhiễn bị ác mộng thấy đủ cảnh tượng khủng khiếp, hoặc bị những giống chim quái gì đến tập hợp lại, hoặc chỗ ở có cả trăm sự quái gì xuất hiện, kẻ ấy nếu đem những đồ tuyệt diệu cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì những ác mộng và những cảnh tượng khủng khiếp, những sự không các tường ẩn nấp tân cả không thể tác hại, nếu ai bị những sự sợ hãi như thủy tai hỏa hoàng khí giới độc chất chơi với, dựa chừng xa xuống chỗ hiểm voi dữ sư tử cọp sói gấu bi răng độc bỏ cạp rít sâu mũi nhằn, mà chỉ tâm tương niệm được Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cung kính cúng dường thì mọi sự sợ hãi đều thường được thoát cả. Nếu ai bị nước khác xâm lăng quấy nhiễu, nội bộ trộm cướp phản loạn, tưởng niệm cung kính Đức Như Lai ấy cũng thoát hết thảy màn thù. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân đức tín thuần tình cho đến hết đời không thở vì trời nào khác, chỉ nhất tâm quy y Phật Pháp tăng thọ trì giới Pháp như năm giới, mười giới, 400 giới của Bồ Tát, 250 giới của tỳ kheo, 500 giới của tỳ kheo ni, nhưng đối với giới pháp của họ thọ trí hoặc có kẻ phá phàm nên sợ đọa lạc ác đạo. Nếu biết chuyên tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cung kính cúng dường thì quyết chắc không phải lạnh chiều đời sống trong ác đạo. Nếu có nữ nhân nào lúc gần sinh sản chiều đừng đau khổ đau đớn cùng cực, mà biến chí tâm trì niệm danh hiệu lệ bài ca tụng cung kính cung dưỡng Đức Như Lai ấy thì mọi nỗi đau đớn tan biến, tất cả đứa con sinh ra mọi bộ phận của thân hình điều hoàng bị sắc tướng của thân hình ấy đẹp đẽ và đoan nghiêm, ai nấy cũng hoan hỷ và quan tinh nhuệ trí tuệ thông minh yên ổn ít bình, không có một kẻ không phải người đoạt mất tính chất của đứa con ấy. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo: Tôn giả Nga Nan công đức mà Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có như ta Đà Ca Tùng là chỗ hiểu biết cực kỳ sâu xa của chư Phật. Khó mà lý giải ông tin được không? Tôn giả Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, uy đức cao cả đối với khế kính ngài dạy con không sinh tâm nghi ngờ. Tại sao vì thân thể lời nói mà ý nghĩ của các Đức Như Lai không đồng tác nào mà không thanh tịnh? Bạch Đức Thế Tôn, vầng nhật nguyệt kia có thể làm cho rơi rụng và tu di hòn núi Chúa Tể trong các hòn núi
cũng có thể làm cho nghiêng đổ, những lời nói của chư Phật thì không thể làm cho khác đi được. Tuy nhiên bạch Đức Thế Tôn, có những kẻ đức tin không đủ nghe nói chỗ hiểu biết cực kỳ sâu xa của chư Phật thì nghĩ tại sao chỉ trì niệm một danh hiệu Phật của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà thu hoạch bao nhiêu công đức mà ít lời vượt bực như thế? Vì sự không tin này mà quay lại phỉ báng kẻ ấy, suốt đêm trường mất lời lạc lớn đọa lạc ác đạo trỗi lăng không cùng. Phật dạy Tôn giả A Nan, những kẻ ấy nếu nghe được danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chỉ tâm thọ trì không sinh nghi hoặc mà vẫn đọa lạc ác đạo là điều không có. A Nan, đó là chỗ hiểu biết cực kỳ sâu xa của chư Phật khó thể tin và hiểu. Nay ông lạnh thọ được phải biết toàn là do uy lực của Như Lai. A Nan, hên thầy thanh văn độc giác và các vị Bồ Tát chưa bước lên thập địa, điều không thể tin và hiểu một cách đúng như sự thật. Chỉ trừ các vị Bồ Tát còn hề thuộc một đời mà thôi. A Nan, thân thể loài người khó mà có được sự tin tưởng tôn kính tam bảo, càng khó mà có được những nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, lại khó được hơn nữa những sự khó được ấy. A Nan, vô lượng Bồ Tát hành vô lượng thiền phương tiện và vô lượng quảng đại nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, trong một đại kiếp hay hơn một đại kiếp, ta nói một cách đầy đủ thì đại kiếp ấy có thể kết thúc mau chóng. Còn hành nguyện và phương tiện của Đức Phật này vẫn không cùng tầng. Lúc ấy trong chúng hồi có một vị đại sĩ tên danh hiệu Cứu Thoát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trần vai áo bên phải gội bên phải quỳ xuống sát đất, công mình chắp tay mà bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, uy đức cao cả khi thời kỳ Phật Pháp tương tự xuất hiện, có những kẻ bị mọi thứ bình hoàng làm cho nguy khốn, bình mãi gầy ốm ăn uống không được cổ và môi đều khô nóng, nhìn mọi phía đều đen tội tương chết xuất hiện, cha mẹ anh em bà con bạn bè quen biết khóc lóc vây quanh, nhưng bản thân bình nhẫn thì tuy vẫn nằm chỗ của mình mà lại thấy sứ giả Diêm Vương dần thần thức của mình đến trước vị vua chấp phạn này. Nguyên mọi người đều có vị thần cùng sanh, tuy việc họ làm tội cũng như phước ghi chép đầy đủ, và bây giờ trao cả cho Diêm Vương. Diêm Vương tra hỏi quỷ ấy: tính việc họ làm tùy tội và phước mà sự phản chính, trong lúc nãy thân thuộc hay quen biết của bình nhân nếu biết vì họ mà quý ý Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cung thịnh, chư tăng đọc tùng kinh này độ cây đèn bảy tầng treo phan thần tiếp nối màn sống bằng nấm máu thì hoặc có kẻ nơi đây thần thức về được, và như trong chiêm báo từ thấy rõ ràng. Hoặc trải qua 7 ngày, hoặc 21 ngày, hoặc 35 ngày, hoặc 49 ngày, khi thần thức về được thì như từ chiêm bao thức dậy, từ nhớ biết tất cả quả báo của thiện nghiệp ác nghiệp.
Nhờ từ chứng kiến nghiệp bào nên đen nổi, gặp phải tai nạn cho sinh mạng cũng không tạo tác ác nghiệp. Vì vậy những thiền nam thiền nữ đức tín thuần tình hãy thọ trì danh hiệu của Đấng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tùy sức có thể mà cũng kính cúng dường. Lúc ấy tôn giả Nga Nan hỏi Bồ Tát cứu thoát thiền nam tử nên bằng cách nào cung kính cúng dường Đức Thế Tôn. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai phán và đèn nối tiếp mạng sống nên làm bằng cách nào. Bồ Tát cứu thoát nói đại đức, nếu bệnh nhân muốn thoát bệnh khổ nên vì họ ma bảy ngày đêm thọ trì bát quan trai giới, nên đem đồ ăn đồ uống và đồ dùng tùy sức liệu biện mà cúng dường. Tỳ kheo tăng ngày đêm sau buổi lễ bái cúng dường Đức Thế Tôn. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đọc tùng kinh này 49 biển, đột 49 ngọn đèn tạo hình tượng Đức Như Lai ấy. Bảy vị trước mỗi hình tượng để bảy ngọn đèn cái lượng, mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, và đến 49 ngày đêm ánh sáng không dứt. Còn làm phan năm màu thì dài 49 gang tay, nên phòng sanh đến 49 súc sanh khác nhau. Như vậy thì có thể qua được tai nạn nguy khôn, không bị mọi thứ ngang trái và quỷ dữ tác hại. Đại đức A Nan niệu giải cấp sáng đế lời các vị làm lệ quán đánh khi tai nạn nổi dậy. Như dân chúng bình dịch nước khác lẫn ép nước mình, phản nghịch tinh tu quái gì nhật thực nguyệt thực gió mưa trái thời. Qua thời không mưa thì giải cấp sạc để lời các vị vua đã làm lệ quán đánh. Lúc ấy hay phát khởi tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh, ân xá những người bị giam bị nhốt trong ngục. Và theo cách cúng dường tôi đã nói trên mà cúng dường Đức Thế Tôn. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhờ thiền căn như vậy mà nhờ năng lực ban nguyện của Đức Dược Sư Như Lai ấy mà làm cho quốc độ của họ tức khắc yên ổn, gió mưa điều hòa, lúa mã thành thục, mọi người vô bình vui vẻ trong quốc độ của họ. Không có những loài thần già xóa bào ác tan hại chúng sinh, mọi hiện tượng dư ẩn mất tân cả vì tức thời còn giai cấp sát đế lời. Và những vị vua đã làm lễ quán đành thì sự sống tướng tốt sức mạnh. Vô bình và tự do điều được tăng thêm, niệu hoàng hậu hoàng phi đông cung vương tử đại thần phù chánh thể nữ mắt quan, và dân chúng bị bình làm khổ và bị những tai nạn khác cũng nên làm phán thần nắm màu. Và đột đèn sáng liên tục phòng các loài cỏ sinh mạng rải những bông hoa đủ màu, đột những hương thơm nổi tiếng và làm những việc phước khác thì bình hết nạn khỏi. Lúc ấy tôn giả A Nan lại hỏi Bồ Tát cứu thoát thiền nam tử, tại sao mạng sống đã hết mà có thể làm cho tăng thêm? Bồ Tát cứu thoát nói đại đức, ngài không nghe Như Lai nói có chín sự chết ngang trái hay sao? Vì chín sự chết này mà tôi khuyên làm phan và đèn nối tiếp mạng sống, tu các phước đức, nhờ tu các phước đức mà trọn đời không trải qua một cơn đau đớn hoàn nạn nào cả.
Tôn giả nan hỏi chính sự chết ngang trái là gì? Bồ Tát cứu thoát nói có kẻ bị bệnh tuy nhẹ nhưng không thấy không thuộc không ái quay sắp gặp thầy thì lại bị cho thuốc không đúng nên thật không đáng chết mà chết một cách ngang trái. Lại tin thầy ba yêu nghiệt của ta ma ngoài đạo thuộc phạm vi thế gian nói vớ vẩn về hòa phước nên đâm thầy giao đồng tâm thì không tự chánh nó lại. Lại đi bội hỏi để tìm lấy tai hòa giết hại sinh vật ma dài tấu thần minh vang vai yêu quái để xin làm phước giúp đỡ mong muốn thêm tuổi nhưng chúng cục không thể đạt được. Ngu si mê lầm tin theo cái thầy công và ngược nên làm chết mình một cách ngang trái nhập vào địa ngục không có kỳ hạn thoát ra đó là sự chết ngang trái thứ nhất. Thứ hai một cách ngang trái bị phép vua diệt. Thứ ba săn bắn chơi bời đam mê tựu sắc phóng túng vô đồ. Một cách ngang trái bị những kẻ không phải người đoạt mất tính chất. Thứ tư một cách ngang trái bị lửa đốt. Thứ năm một cách ngang trái bị nước chìm. Thứ sáu một cách ngang trái bị các giống thú dữ ăn thịt. Thứ bảy một cách ngang trái rơi xuống sườn núi. Thứ tám một cách ngang trái trúng chết bởi thuốc độc yếm vai chủ. Thứ quỷ khởi thi. Thứ chín chết một cách ngang trái vì đói khát nguy khốn không được đồ ăn thức uống. Đó là sự chết ngang trái mà Như Lai nói văn tăng có chính thứ như vậy. Ngoài ra còn vô số những sự ngang trái khác khó nói cho đủ. Đại đức A Nan Diêm Vương lành sát sự ghi chép về sách tịch của thế gian. Nếu ai bất hiếu cha mẹ làm năm tội nghịch hủy nhục tam bảo phá phép vua tôi làm hỏng tánh giới thì Diêm Vương theo tội nặng nhẹ xét mà phạt. Vì lý do ấy nay tôi khuyên cao mọi người đốt đèn treo phan phóng sinh tu phước làm cho họ qua khỏi khốn khổ không gặp mọi sự hoang năng. Lúc ấy trong chúng hội có 12 vị đại tướng già xoa cũng có mặt ở đó là đại tướng Cung Tỳ La, đại tướng Phạt Diễn La, đại tướng Mê Sĩ La, đại tướng An Đệ La, đại tướng Ngạch Nệ La, đại tướng Sang Đế La, đại tướng Nhân Đạt La, đại tướng Ba Di La, đại tướng Ma Hổ La, đại tướng Chân Đạt La, đại tướng Chiêu Độ La, đại tướng Tỳ Yết La, 12 vị đại tướng giả xóa này. Mỗi vị có 7000 giả xóa làm tùy thuộc cùng lúc các tiếng bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn chúng con bây giờ nhờ uy lực của Phật mà nghe được danh hiệu của Đức Thế Tôn dược sư Lưu Ly Quang Như Lai không còn nỗi sợ hãi về ác đạo nữa. Chúng con đốc xuất nhau cùng nhau nhất tâm suốt đời quy ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng thề nguyện gánh vác hết thầy chúng sanh tạo cho họ cái lợi chân thật cái vui lợi ích tùy thôn làng thì làng thì thành thủ đô và trong rừng thanh vặn của bất cứ sư nào mà hoặc có kinh này lưu hành hoặc có kẻ trí niệm danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cung kính cúng dường ngài thì dùng con và tùy thuộc của chúng con hộ về người ấy làm cho họ thoát mọi khổ nạn mọi ước nguyện đều được thỏa mãn.
Hoặc ai bị bệnh khổ mà cầu thoát qua thì cũng nên đọc tụng kinh này, dùng tơ sợi nấm màu mà kết tên chúng con đoàn. Toại nguyện rồi mời thảo kết ấy, lúc ấy Đức Thế Tôn tán dương các đại tướng và xóa lạnh thay các tướng đại và xóa lạnh thay các người, nghị bảo ân đức của Đức Thế Tôn dược sự lưu ly quang Như Lai thì thường nên làm như vậy. Mà lợi ích an lạc nên thầy dụng sinh bây giờ tôn già nan, bạch Phật bạch Đức Thế Tôn nên mình danh như thế nào về pháp môn này mà. Chúng con nên vùng trì kinh ấy như thế nào Phật dạy, tôn già nan pháp môn này nên mình danh nói về bản nguyện công đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cũng nên mình danh nói về sư kết nguyện thần chủ đế lợi ích dụng sinh của 12 thần tướng, lại nên mình danh bạc trừ hết thảy nghiệp chướng nên phụng trì như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn nói lời này rồi, các vị Đại Bồ Tát cùng các vị Đại Thanh Văn Quốc Vương, Đại Thân Đạo Sĩ Cư Sĩ Thiên Chúng Long Chúng và Xóa Càng Thác Bàm A Tu La Cao Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La và loài người và loài không phải người, toán thể đại chúng như vậy nghe Phật dạy, điều cực kỳ hoan hỷ tín thọ phụng hành kính bản nguyện công đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Bạc Già Bạc Đế Bề Sáng Sa Ru Rô Bề Lưu Ly Bác Lạc Bàm Hằng ra ra già đáng ta yết ra già đáng đệ tam miều tam bột đại già đáng điện thang bề sát thề bề sát thề bề sát sa tam một yết đệ toàn hàm. Trước bàn tam bảo đèn ràng hương bay, cúi đầu chắp tay, con xin lạy Phật. Lòng con thành thật chỉ nguyện theo Ngài, lãnh cõi trần ai mong về tịnh độ. Thầy đời đau khổ lắm kẻ điếu tàn, sông kiếp lầm than vì chưa giác ngộ, con nay đã rõ dẫu trễ hơn không ra sức gặng công xả thân cầu đau. Dứt lòng phiền não nấp bóng từ bi, màn tham sân si con nguyện từ khước lỗi lầm từ trước, vì tánh còn mê nay con xin thề thành tâm sám hối, lấy công chuộc tội, quyết chí tu hành, lãnh giữ làm lành, vung trồng cội phúc. Nửa kia tuy đục lọc mại phải trong, con nay hết lòng Bồ Đề kiến cố, lời danh cám dộn chẳng chục đồng tâm bụi tục mùi trần, con nguyện rủ sạch cho lòng thanh bạch, cho chỉ thanh bình chánh niệm phấn minh, cầu xin
chư Phật khi con nhắm mắt đài phóng hào quang tiếp thần thức con đưa về tịnh độ. Nguồn mê bể khổ nghiệp chướng luân hồi đã thoát cả rồi, con xin thề nguyện nguyện thành chánh giác, nguyện độ chúng sanh. A-di-đà-phật đại phong hào quang tiếp độ chúng con. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà. Mười phương chư Phật vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề tham dần kiêu căng si mê lầm lạc ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm thành tâm sám hối thề tránh điều dữ nguyện làm việc lành ngựa mong ơn Phật từ bi gia hồn thân không tật bình tâm không phiền não hằng ngày an vui tu tập phép Phật nhiệm mầu để mau ra khỏi luân hồi minh tâm kiện tánh trí tuệ sáng suốt thần thông tự tại đằng cứu độ các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sinh đều tròn thanh Phật đạo nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thanh Phật đạo.